trên giọng ái. Giọng ái nó rất là cái tiếng giải trí mà nó vừa là rất là làm cho mình rất là buồn cười và làm cho mọi người ai cũng hạnh phúc. Nói chung là xem chương trình này thì ai cũng phải cười rất là nhiều. Hai nghĩ là nếu mà làm cùng đội với anh Trần Giang thì có thể dập Trấn Thành được, nhưng mà không biết là anh Trấn Thành có buồn hay không thôi. Em cứ đi đi. Ok. Trấn Thành, hôm nay anh sẽ chết trong tay em. Ok, anh sai rồi, anh sai rồi. Ok, it's...